chiến trận tiếp diễn tại thị trấn Kobani, tin từ Kobani, Syria. Hoa Kỳ và các nước trong Liên minh chống phiến quân quốc gia Hồi giáo đã gia tăng không kích gần thị trấn Kobani trong 2 ngày qua. Lực lượng người Kurd đang chống giữ thị trấn nói rằng họ đã cung cấp các mục tiêu cho phi cơ Hoa Kỳ và Liên minh để giúp ngăn chặn cuộc tấn công của phiến quân quốc gia Hồi giáo. Trong 48 giờ qua, phi cơ Hoa Kỳ là Liên minh đã công kích chung quanh thị trấn Kobani 40 đợt, gần gấp 3 số phi vụ trong tuần trước. Thị trấn Kobani của người Kurd Syria nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bao vây trong 4 tuần qua. Liên Hiệp Quốc cảnh cáo sẽ có sự tàn sát diễn ra nếu phiến quân quốc gia Hồi giáo chiếm thị trấn. Hiện giờ, phiến quân quốc gia Hồi giáo đã chiếm nửa thị trấn. Phi cơ Hoa Kỳ và Liên minh đã công kích các mục tiêu phiến quân quốc gia Hồi giáo ở Iraq từ tháng 8 và mở rộng chiến dịch ở Syria từ tháng 9. Hiện giờ, thị trấn Kobani là mục tiêu của các phi vụ tấn công ở Syria. Ngũ giác đài đã từ chối xác nhận việc cộng tác với lực lượng dân quân người Kurd chính ở Syria là các đơn vị bảo vệ nhân dân, thường được gọi là YPG. Một nhóm quan sát nói rằng các đợt không kích trong các ngày qua đã tỏ ra hữu hiệu hơn, ít nhất đã làm cho 32 phiến quân tử thương.